du lịch outbound đó là một cái thực tế, một cái nhu cầu của thị trường. Rõ ràng người dân Việt Nam của chúng ta trong những năm gần đây ấy, khi mà điều kiện kinh tế cái mức sống càng cao thì cái nhu cầu đi du lịch càng lớn, và thực tế lượng khách của Việt Nam đi du lịch nước ngoài là có sự tăng trưởng rất là mạnh, hiện ở những yếu tố tức là tổng cái lượng khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài là tăng rất là cao. Ngay tại Hà Nội Tour thì lượng khách quốc tế đi du lịch nước ngoài là tăng trung bình mỗi năm khoảng 3%. Cái thứ hai là tăng trưởng là các cái sản phẩm du lịch biển nó đa dạng hơn. Nếu trước đây chỉ tập trung ở các nước trong khu vực Đông Nam Á thì bây giờ nó đã mở rộng hơn sang khu vực Đông Bắc Á, rồi biển sang cả đi châu Âu, đi châu Mỹ, đi châu Phi. Thì các cái sản phẩm du lịch trước đây với giá chỉ khoảng từ 10 triệu đến 20 triệu thì bây giờ có những sản phẩm du lịch từ 50, 60 triệu và thậm chí sản phẩm hơn 100 triệu được du khách lựa chọn. Cái sự tăng trưởng thứ ba nữa mà thể hiện ở cái thị trường A3, tức là cái người dân du lịch không phải là 4 năm một lần nữa, mà có những người nhiều có điều kiện khác nhau thì người ta có thể đi nhiều lần trong năm. Và thứ hai, họ đã có sự chuyên nghiệp hơn trong việc đi du lịch, tức là người ta không đi du lịch trong mùa hè mà ở mỗi quốc gia, mỗi vùng lãnh thổ thì mỗi một thời điểm thì có những nét riêng, đặc sắc riêng, và người ta sẽ lựa chọn những thời điểm đặc sắc nhất để người ta đi du lịch. Ví dụ chúng ta biết là mùa hoa anh đào hay mùa lá đỏ ở Đông Bắc Á, rồi thì ví dụ như là cái mùa xuân nước Úc, hay là cái mùa hoa tulip ở bên châu Âu, rồi thì mùa hoa oải hương ở khu vực Nam Âu. Thì đấy là những cái mùa đặc trưng mà người dân đã lựa chọn cái việc đấy để đi du lịch một cách rất là thông minh. Thêm một cái sự tăng trưởng nữa của khách đi du lịch, tức là không chỉ là tham quan nữa, mà đây là có nhiều cái loại hình du lịch quốc tế đã được khách lựa chọn. Ví dụ như là du lịch nghỉ dưỡng, du lịch mua sắm, du lịch chữa bệnh, và bây giờ còn thể bổ sung một loại hình du lịch là hình thức là tự lái caravan. Thì tất cả những yếu tố đó đều thể hiện một cái điều là cái thị trường outbound ở Việt Nam nó sẽ tăng trưởng rất là lớn và thị trường rất là tiềm năng. Thế thì với một cái thị trường như chúng ta không thể là không thừa nhận được nó, mà chúng ta phải thừa nhận và phải quản lý, bởi vì đấy là người Việt Nam. Chúng ta quản lý tốt cái thị trường khách du lịch outbound chính là cái việc chúng ta bảo vệ cái người tiêu dùng Việt Nam, để người tiêu dùng Việt Nam chúng ta có thể là sẽ mua được những cái tour du lịch có chất lượng, đúng chất lượng, bảo đảm an toàn, an ninh cho du khách và tránh những tình huống xấu, có những tình huống mà không đang có xảy ra, ví dụ là tình trạng bị chặt chém, tình trạng bị lừa đảo, hoặc thậm chí là có thể những cái rủi ro mà khách du lịch Việt Nam khi ra nước ngoài có thể vấp phải. Thì rõ ràng chúng ta cần có sự quản lý. Cái việc thứ hai là khi cái thị trường du lịch outbound nó phát triển thì kèm theo đó là nhiều công ty du lịch cũng đã nhảy vào cái thị trường này. Thì có những công ty lớn có uy tín, nhưng bên cạnh đó vẫn một số công ty du lịch nhỏ chợt giật mượn những thương hiệu, rồi thì ăn cắp những sản phẩm dịch vụ chào bán rồi bán lại cho những công ty khác, dẫn tình trạng du khách nhiều người bị lừa. Chúng ta biết là có rất nhiều trường hợp xảy ra những tình huống là khách đăng ký tour, mua tour giá rẻ rồi cho đến ngày khởi hành thì cuối cùng là không khởi hành được, hoặc đến trụ sở các công ty du lịch đó thì thấy mất hút. Thì đấy là những cái bài học rất là nhãn tiền mà chúng ta thấy cơ quan quản lý nhà nước cần phải có thiết chặt cái việc quản lý này. Và cái việc thứ ba nữa, tức là khi mà thị trường khách du lịch Việt Nam đi nước ngoài tăng thì sẽ xuất hiện thêm những công ty nước ngoài, người ta cũng mong muốn người ta muốn khai thác và chiếm lĩnh thị trường này. Nếu như chúng ta không có sự cơ chính sách quản lý, không có chính sách là bảo vệ các cái doanh nghiệp Việt Nam thì rất dễ rằng là các doanh nghiệp Việt Nam thua chính sân nhà, thị trường khách du lịch Việt Nam nước ngoài rơi vào các công ty nước ngoài. Và lúc đó thì rõ ràng là chúng ta sẽ mất không chỉ là chúng ta mất về cái chính sách thuế, thì chính sách chuyển giá, thì chúng ta cũng mất cả cái việc là cái nguồn lao động người Việt Nam chúng ta sẽ bị mất.